Các bộ phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc với thể loại cưới trước yêu sau luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đây là một thể loại phim vô cùng hot bởi nội dung hấp dẫn với những cảnh quay vô cùng ngọt ngào và cuốn hút. Sau đây là top 10 bộ phim mới hay nhất hiện nay, hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Bộ phim đầu tiên, Trang Viên Mê Tình. Phim kể về cuộc hành trình của Tiết Đồng, một tiểu thư giàu có nhưng gia đình cô đã gặp biến cố đầy bí ẩn từ khi cô còn nhỏ. Sau 18 năm, Tiết Đồng quyết định trở về cố hương dưới bí danh Lâm Bảo Nhi với mục tiêu rõ ràng, trả thù kẻ đã hủy hoại gia đình cô. Tuy nhiên kế hoạch của cô bị đe dọa khi cô buộc phải tham gia buổi đính hôn và trở thành hôn thê của Chu Quan Văn, con trai của kẻ thù. Cuộc đối đầu giữa Tiết Đồng và Chu Quan Văn trở nên phức tạp hơn khi tình cảm xen vào. Liệu Tiết Đồng có thể tiêu diệt được kẻ thù của mình và đồng thời bảo vệ được tình yêu đang nảy nở hay không? Bộ phim thứ hai, Đứng Lại Cô Vợ Cầm Bé Nhỏ. Phim kể về Thân Nhãn sau khi chứng kiến cái chết của mẹ đã bị cầm do bị PTSD. Cô mất đi tình yêu thương của mẹ và phải đối mặt với sự lạnh lùng của cha, người đã đưa tình nhân và một đứa con gái riêng bằng tuổi cô về nhà. Đồng thời phải chịu sự ngược đãi của bà mẹ kế Giang Uyển Lệ và đứa con gái riêng của bà Hứa Giao. Tuy nhiên Thân Nhãn luôn cho rằng có một bí mật ẩn sau cái chết của mẹ. Chính vì vậy cô luôn tỏ ra yếu đuối và câm lặng để tìm ra sự thật. Thực chất cô ấy là một bông hoa sen đen vô cùng cao thượng và tốt bụng. Ông chủ Cố Minh Diên với gương mặt lạnh lùng, tính cách quyết đoán đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn khiến anh mắc chứng hoang tưởng bị bức hại, luôn cảnh giác với mọi người. Anh luôn nghi ngờ rằng cái chết của cha anh Cố Đào là một âm mưu do nhà họ Hứa và Cố Hoành Vũ hợp sức thực hiện. Sau khi biết về thân phận thực sự của Thần Nhãn, anh muốn lợi dụng cô để làm sáng tỏ sự thật. Vì vậy anh đã ký một hợp đồng hôn nhân giả để sống chung với cô. Nhưng anh không biết rằng anh mới chính là con mồi của Thần Nhãn, một kẻ ngây thơ nhưng lại có lòng dạ đen tối. Hai người luôn đấu trí với nhau, từ gian dối đến thật lòng, từ việc lợi dụng lẫn nhau đến cùng nhau đối phó với kẻ thù. Tuy nhiên, khi họ sắp chạm tới hạnh phúc, họ phát hiện ra rằng kẻ chủ mưu lại ở xa hơn họ tưởng. Vậy mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? Bộ phim thứ 3, Nghe Nói Em Thích Tôi. Nghe Nói Em Thích Tôi là câu chuyện xảy ra sau 7 năm xa nhà. Nguyễn Lưu Tranh trở lại thành phố nơi cô lớn lên và trở thành bác sĩ bồi dưỡng nghiệp vụ tại khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Bắc Nhã. Để có thể ở lại Bắc Nhã, Nguyễn Lưu Tranh đã dồn hết sức mình vào công việc. Có điều chồng cũ của cô, Ninh Trí Khiêm, là bác sĩ khoa ngoại thần kinh giỏi nhất ở Bắc Nhã. Anh ấy đã chủ động làm thầy hướng dẫn cho Nguyễn Lưu Tranh và truyền thụ mọi thứ có thể cho cô chỉ để bù đắp cho những tổn thương từ cuộc hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Thế nhưng Nguyễn Lưu Tranh đã không còn là cô gái yếu đuối nhút nhát năm nào. Dù là chữa bệnh cứu người hay đối diện với vấn đề tình cảm, cô đều có thể gánh vác và giữ vững sự kiên định của mình. Bộ phim thứ tư, Đối Với Tôi Anh Ấy Là Người Nguy Hiểm. Đây là bộ phim kể về một vụ án bắt cóc ly kỳ đã khiến Thẩm Mạn Ninh vô tình gặp được song trùng của mình là Trang Tâm Nghiên. Và cái chết chóng vánh của Tâm Nghiên đã khiến Nghiêm Tinh Trình quyền lực và bí ẩn dùng danh nghĩa vị hôn phu, buộc Thẩm Mạn Ninh sống với thân phận song trùng. Thẩm Mạn Ninh bị Nghiêm Tinh Trình nhấn chìm và dẫn vào vòng xoáy biến động của gia đình họ Trang. Cả hai đi từ thù địch sinh tử đến tay trong tay từng bước, vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng ổn định lại đại lý sắp sụp đổ. Nghiêm Tinh Trình cuối cùng cũng đã tìm ra sự thật đáng ngạc nhiên về quá khứ bí mật 17 năm trước. Cuối cùng sự thật về vụ án chưa được giải quyết 17 năm trước được đưa ra ánh sáng và cả hai nhận ra sự ấm áp của tình yêu và gia đình đích thực. Nghiêm Tinh Trình và Thẩm Mạn Ninh chung tay bắt đầu một cuộc sống mới với tình yêu. Bộ phim thứ 5, Cưới Trước Yêu Sau. Cưới Trước Yêu Sau kể về Cố Thừa Trạch và Hạ Thiên Ca vốn không dính dáng gì đến nhau. Sau một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, lại từ ấn tượng vốn có lúc ban đầu đến phá vỡ nhận thức truyền thống về nhau và trở nên hòa hợp với nhau, từ đó đưa ra lựa chọn theo trái tim mình. Hạ Thiên Ca vốn phải đeo xiềng xích từ gia đình vì trách nhiệm và sứ mệnh trong lòng mà không dám theo đuổi tình cảm và cuộc sống mới. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Thừa Trạch, sự dũng cảm bày tỏ, sự nghiền ngẫm và theo đuổi tình cảm cũng như sự nghiệp của Cố Thừa Trạch đã dần đánh thức tiếng lòng của Hạ Thiên Ca. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô cũng đã đập tan gông cùm số phận áp đặt lên người mình. Bộ phim thứ 6, Trêu Chọc.
Trêu chọc kể về đầu thế kỷ 20 ở Đường Thành, nữ ca sĩ hàng đầu Tân Tiên Lâm Khương Anh dày công sắp đặt gà vào nhà phú thương Đỗ Cảnh Song để hoàn thành kế hoạch trả thù. Đỗ Tầm Vũ, con trai Đỗ Cảnh Song nghi ngờ Khương Anh có ý đồ khác, nhưng trái lại suýt bị lộ tẩy thân phận con trai giả. Mẹ kế và con nuôi sống chung dưới một mái nhà đấu đá kịch liệt, lại dần nhận ra dường như đối phương là cố nhân. Như định mệnh an bài, hai người trả thù vốn lẻ loi đơn độc đã trở thành điểm tựa và bảo vệ cho nhau. Mà Đỗ Cảnh Song, kẻ thù của họ lại đang bí mật quan sát mọi chuyện. Bộ phim thứ 7, Nhật ký Wanderella. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu dây dưa và đầy thăng trầm giữa người sáng lập app hẹn hò nổi tiếng Thiền Lương và nhà thiết kế giày cao gót Ôn Nhu. Nhà sáng lập app hẹn hò nổi tiếng Thiền Lương, Vu Mông Lung thủ vai và nhà thiết kế giày cao gót Ôn Nhu, Tống Nhiên Phi thủ vai. Trong mắt mọi người là một cặp đôi hoàng tử công chúa nam tài nữ mạo. Sau khi kết hôn, tạo hình người giàu có của Ôn Nhu bị lật đổ, cô bé lọ lem sau 12 giờ trở về nguyên dạng. Dù vậy Thiền Vương vẫn không rời bỏ cô, hai người trong cuộc hôn nhân không thể tách rời, quyết định đối xử thẳng thắn với nhau, lần nữa yêu đối phương. Bộ phim thứ 8, Định luật tình yêu 80-20. Nữ luật sư độc thân Tần Thi, một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư gia đình, yêu cầu đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi là Tần Văn Vũ, là một gã không não, chưa được sự cho phép của Tần Thi, đã thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi thành đã kết hôn, rồi thêm cho người chồng chẳng hề tồn tại. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức. Tần Thi biểu hiện một cách xuất sắc và được nhà sáng lập công ty là Lão Kim đặc biệt tuyên dương. Trong một cuộc họp hội thương, Lão Kim đề cử Tần Thi trở thành cố vấn pháp luật của một hội nữ doanh nhân. Tần Thi mới biết mình đã kết hôn. Cô quyết định nói rõ sự thật với Lão Kim. Lúc này ông chồng Dương Hoa tự nhiên đâu chui ra. Hắn đến gặp Tần Thi theo mệnh lệnh của mẹ rồi tiếp cận đối thủ của mình. Dương Hoa cũng tức tím người vì bị ép cưới, nhưng mà mẹ chửi quá cũng phải đi gặp. Hai người cùng nhau diễn vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp. Bộ phim thứ 9, Đẹp trai là số 1. Bộ phim xoay quanh cuộc tình ngọt ngào giữa nữ minh tinh mê trai đẹp và chàng bác sĩ lạnh lùng. Tô Căng Bắc, MC diễn viên nổi tiếng đi lên nhờ thực lực. Từ fan hâm mộ cho đến người trong giới đều không hay biết cô vốn là tiểu thư nhà họ Tô danh tiếng lẫy lừng ở phương Nam. Đại minh tinh họ Tô là người như thế nào? Cô chính là một người có niềm đam mê vô hạn với cái đẹp, bao gồm cả trai đẹp. Trong một lần giúp nam thần mà cô đang mê mẩn dạo gần đây chạy trốn khỏi đám phóng viên săn tin, Tô Căng Bắc xui xẻo gặp tai nạn giao thông và phải nằm viện 2 tháng. Không ngờ bước ngoặt này lại dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô với Chu Thời Uẩn, bác sĩ trị liệu cho cô và cũng chính là vị hôn phu được gia đình mai mối, người mà Tô Căng Bắc không thèm để ý suốt 20 năm qua, thậm chí còn căm ghét đến tận xương tủy vì dám bỏ rơi cô trong hôn lễ. Từ đây, trong lòng Tô Căng Bắc, những anh chàng đẹp trai ngời ngời ngoài kia đều chẳng thể sánh được với bác sĩ Chu lạnh lùng, cao ngạo nhà cô nữa. Bộ phim thứ 10, Kết hôn rồi bắt đầu yêu. Lộc Phương Ninh, Châu Vũ Đồng thủ vai, sau khi tìm kiếm đối tượng để kết hôn, làm thỏa lòng gia đình thì bất ngờ gặp được Lăng Duệ, Cung Tuấn thủ vai, một bác sĩ phẫu thuật điển trai hiền lành. Vì một số lý do mà Lăng Duệ đồng ý trở thành ứng cử viên sáng giá trong bản hợp đồng với vai diễn chàng rể tốt của Lộc Chủ tịch. Theo đó, Phương Ninh có ràng buộc trong bản hợp đồng hôn nhân về thời gian, hiệu lực của mối quan hệ này là 1 năm, cùng với những điều khoản cô đưa ra để Lăng Duệ thực hiện. Thế nhưng mọi chuyện không theo sự kiểm soát của Lộc Phương Ninh. Trong thời gian sống chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, cô đã nảy sinh tình cảm với chàng bác sĩ Lăng Duệ. Kể từ đó, Phương Ninh đã thay đổi rất nhiều, chấp nhận cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa vì Lăng Duệ. Đây cũng là lúc tựa phim Chúng ta bắt đầu yêu sau khi cưới được thể hiện đầy đủ nhất tình cảm của nó dành cho người xem. Vừa rồi là top 10 bộ phim ngôn tình hiện đại hoa ngữ cưới trước yêu sau mới hay nhất hiện nay. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng Cbiz để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!